này thì nó khá là đơn giản. Mình dùng cái hộp kem dưỡng da có dung tích 50ml này, mình có thể bôi được khoảng tầm từ 3 đến 4 ngày luôn, bởi vì mình không bôi quá nhiều ấy mọi người. Đó, mọi người bơm cái Vaseline này ra đây. Đó, sau đó nhá, thì mọi người sẽ mở cái viên Abutin này ra. Đó, mọi người tách cái viên Abutin này ra như tách thuốc luôn. Mình thấy như mình đang livestream bán kem trộn đấy mọi người, mấy chị bán kem trộn ở trên mạng cứ làm nguyên cái chậu như thế này. Đấy, sau đấy rồi bỏ mấy cái viên vào ấy. Đấy, mình bôi cho mọi người xem nhá. Đó, đây là khá là nhiều cho mọi người xem, nó không hề có cái độ make up gì ở trên da, nó chỉ bóng bóng thôi. Đó. Mình thấy nhìn mình là mấy cái chị bán kem trộn ở trên mạng ấy mọi người ạ. Trắng lắm các chị em ơi, mua đây, mua đây, mua đây, mua đây. Trước khi bước vào video ngày hôm nay, mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, dù cái nội dung của video này như thế nào thì thực tâm của mình không hề muốn đá đổ bát cơm của ai, cũng như là không muốn gây chiến tranh, gây war. Những cái ý kiến của cá nhân mình đều là những cái ý kiến mang tính chủ quan và mang tính cá nhân mình thôi. Cho nên là mình mong rằng mọi người có thể góp ý cho mình để càng ngày mình có thể làm những cái nội dung hay hơn, hoặc là nếu như mà có chê thì mình hứa là từ giờ về sau mình sẽ chê tinh tế hơn. Gần đây ở trên mạng ấy thì rất là rầm rộ đối với một cái công thức làm đẹp, một cái công thức làm trắng da body toàn thân. Nói chung rằng ấy là bây giờ mình thấy đi đâu cũng vậy, khi nói đến làm trắng da body thì người ta đều nhắc đến cái combo này, đó chính là cái combo Vaseline 50x này nha mọi người, và cái viên Abutin này. Sorry mọi người là mình không thể có một cái vỉ nào nó đầy đặn hơn. Mình đã mua hai vỉ về và mình đã sử dụng hết một vỉ rồi. Đây là cái vỉ thứ hai thì cũng chỉ còn có mỗi hai viên thôi. Thì cái combo này ấy, mình đang thấy nổi đình nổi đám ở trên mạng và nó có nguồn gốc từ Thái Lan nha mọi người. Thật ra ấy, thì mình là một người cực kỳ anti đồ trộn. Nếu như mà thiếu nước là mình sẽ đặt cái tên group review trên Thật Là Beauty Tip của mình, nó chính là anti đồ trộn, anti đồ gia công, anti các loại rượu thuốc. Nói chung là mình đã sử dụng rất là nhiều những cái loại mỹ phẩm tàn phá da khác nhau, cho nên ấy, đối với mình khi mà nhắc đến những loại mỹ phẩm như vậy ấy, là mình có cái thái độ rất gay gắt. Thế nhưng mà trên tay mình thì hiện nay cái Vaseline 50x này thì chắc chắn là nó không phải kem trộn rồi. Nó là của tập đoàn Unilever và mình là một fan trung thành của các loại lotion của nhà Vaseline nha mọi người. Từ trước đến nay mình rất thích những cái loại lotion dưỡng da của nhà Vaseline. Và bên cạnh đó thì trên tay mình có một cái vỉ Abutin đến từ nhà Kira. Và theo như mình tìm hiểu ở trên mạng ấy thì Kira này là tên của một cô hot girl đã thành lập về cái hãng mỹ phẩm này. Nói chung có rất nhiều những cái loại sản phẩm khác nhau. Thế nhưng mà cái viên Abutin này thì tại Việt Nam có hai loại. Một loại là Alpha Abutin New UV kích trắng và chống nắng. Thì cái kích trắng và chống nắng là cái mà mình có trên tay đây mọi người này. Còn Alpha Abutin 3 Plus là kích trắng da, thì là một cái loại mà mọi người hay dùng, có cái màu hồng nhạt. Còn cái của mình là có màu hồng đậm ở phía bên vỏ ngoài ấy. Và mọi người biết không, ở trên mạng thì cái người bán hàng người ta nốt rất rõ ràng ở cái phần lưu ý, đó chính là tất cả các sản phẩm của hãng Alpha Abutin Skincare đều không check ra được mã vạch. Vì hãng Alpha Abutin này là hàng độc quyền của hot girl Kira bào chế, không phải là hàng công ty, nhưng đã được bộ FDA công nhận và được lan rộng ra thị trường toàn quốc và là sản phẩm best seller tại thị trường Thái Lan. Ok, nếu như mà bạn nào người Thái Lan thì có thể là xác minh cho mình cái thông tin là cái sản phẩm này thực tế là nó có best seller tại thị trường Thái Lan không nhá. Vaseline 50x này hiện nay đang được phân phối trên thị trường với giá là khoảng tầm từ 180 cho đến hơn 200 nghìn gì đó. Còn cái viên này thì được phân phối ở trên thị trường với giá là từ 60 đến 80 nghìn. Tức là mỗi cái viên trong cái vỉ 10 viên như thế này thì nó có giá khoảng tầm từ 6 đến 8 nghìn. Và có những shop bán ở trên Shopee đã bán rất là nhiều cái sản phẩm này, phải đến cả ngàn cái sản phẩm này thì mình thấy còn phân phối cái sản phẩm này với giá là 45.000 đồng một vỉ này. Đối với mọi người thì không biết quan niệm về đồ trộn của mọi người như thế nào, nhưng đối với mình á, nếu như mà cứ mix những cái sản phẩm mà nó không đúng liều lượng với nhau thì đó chính là đồ trộn. Quan điểm của mình là mỗi cái sản phẩm như thế này thì nó đã có cái nồng độ, nó có những cái hàm lượng chất ở trong này khá là hợp lý để tránh kích ứng ở trên da. Thế nhưng mà mix hai cái sản phẩm này với nhau thì chưa biết được là nó có kích ứng ở trên da hay không, thì mình cứ tạm gọi chung nhá là đây là một cái sản phẩm trộn giữa Vaseline với cả là cái viên Abutin của cái cô hot girl ở bên Thái Lan. Tí nữa thì chúng ta sẽ cùng mổ xẻ là cái trong cái sản phẩm này nó có những cái thành phần gì mà có thể nổi đình nổi đám ở trên mạng như vậy, và thực tế là nó có làm trắng da của mình thật hay không nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái sản phẩm đầu tiên, đó chính là Vaseline 50x. Ở trên cái sản phẩm này thì được ghi rất là rõ ràng về cái độ chống nắng của sản phẩm này là SPS 50 cộng và PA 4 dấu cộng nha mọi người. Đây là một cái mức chống nắng khá là cao trong một cái sản phẩm thoa ở trên da. Và cái sản phẩm này thì có tên gọi là Vaseline Healthy White Concentrate Whitening Serum. Tổng quan khi cầm cái chai này ở trên tay ấy, thì mình thấy là đầu tiên nhá, là cái vỏ của cái sản phẩm này thực sự là nó rất là mỏng luôn. Đây mình bẻ cho mọi người xem này. Khi mà mình dùng mình bóp quá nhiều cho nên là cái vỏ này nó hơi nhăn nhăn và móp méo luôn ấy. Khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này ở trên da ấy, thì mình thấy rằng cái sản phẩm này nó có dạng lỏng mọi người ạ.
nó có dạng lỏng như thế này này. Và khi xoa ở trên da ấy, thì thực tế là nó thấm vào da không tốt. Mình đã dùng rất nhiều những cái loại lotion dưỡng da của Vaseline rồi. Thế nhưng mà mình biết là cái sản phẩm này nó có cái chỉ số chống nắng và nó gần như là giống một cái sản phẩm chống nắng, cho nên khi xoa ở trên da thì mọi người sẽ thấy nó hơi bóng bóng ấy mọi người. Nhưng mà thực tế là cái sản phẩm này nếu như mọi người không ngồi trong phòng điều hòa ấy, mà mọi người hoạt động ở ngoài trời thì mình nghĩ là nó rất là dính dít luôn. Đấy là cái kết cấu của sản phẩm này. Và mình thấy là ở trên mạng ấy thì mọi người hay chia sẻ về cái sản phẩm Vaseline 10X rồi Vaseline 4X gì đó để dưỡng ban đêm, thì mình nghĩ là cái loại đấy nếu như để dưỡng da thì tốt hơn rất là nhiều, bởi vì mình rất thích sử dụng những cái loại Vaseline đơn thuần, nó chỉ là dưỡng trắng chứ nó không phải chống nắng nha mọi người, bởi vì nếu như có cái chống nắng ở trên da thì lúc nào dùng nó cũng rất là dính dít. Bên cạnh đó thì mình thấy cái sản phẩm này thực tế là nó dưỡng ẩm rất là tốt ở trên da. Nếu như mình nghĩ rằng mọi người sử dụng cái sản phẩm này ở ban ngày thì nó sẽ là một cái lớp dưỡng ẩm ở trên da khá là tốt, và khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này sau khi tắm xong ấy thì mình thấy cái làn da của mình khá là mịn. Thế nhưng có một điều mà mọi người cần phải lưu ý nhá, mình thấy đúng là cái sản phẩm này nó làm mình bị mọc lông thật mọi người ạ. Và mình đã check cái bảng thành phần thì ở trong này mình thấy nó có dầu khoáng nha mọi người. Bản thân mình là một người cứ sử dụng những cái sản phẩm mà có dầu khoáng lên trên da là sẽ bị mọc lông. Nhưng mà mình không nói là 100% những bạn sử dụng cái sản phẩm này sẽ bị dài lông, nhưng mà vì cái cơ địa của mình không hợp với cái hoạt chất này ấy, cho nên là mình bị mọc lông với mọi người. Tiếp theo đó thì mình muốn nhấn mạnh một điều, đó chính là cái sản phẩm này nó bám trên da không hề tốt. Nếu như mọi người sử dụng sản phẩm này ở trên da mà nếu như mọi người tiếp xúc với nước ấy, thì cái sản phẩm này nó khá là nhớt. Chạm vào nước một cái là nó nhớt ra và nó trôi đi luôn. Mặc dù nó là một cái sản phẩm chống nắng khá là mạnh ở trên da, nhưng mà cái độ bám ở trên da nó không hề tốt. Cho nên nếu như bạn nào mà các bạn bị da nhiều mồ hôi ấy, thì mình nghĩ rằng mọi người sẽ phải thoa đi thoa lại cái sản phẩm này nhiều lần trên một ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhá phân tích và mổ xẻ cái bảng thành phần của cái sản phẩm này. Thành phần đầu tiên của sản phẩm này sẽ là water nhá, đứng thứ hai sẽ là C1215 akin benzoate. Đây là một chất làm mềm này, tăng cường kết cấu ở trong sản phẩm và giúp kháng khuẩn. Đứng thứ ba của bảng thành phần sẽ là ethihecin salicylate, thì đây là một cái hoạt chất thường có trong những cái sản phẩm chống nắng hóa học. Và cái thành phần ethihecin salicylate này nó có khả năng là hấp thụ tia UVB yếu. Thành phần này thì dễ suy thoái khi gặp ánh nắng nha mọi người. Thành phần đầu tiên ở trong cái bảng thành phần này thì mình đều thấy nó là những cái hoạt chất có khả năng chống nắng. Giống như là cái hoạt chất thứ tư này, octocrylene này, mình đọc không hay, mình sẽ để cái tên hoạt chất hoặc là cái bảng thành phần đâu đó bên này cho mọi người biết nhé. Đây cũng là một chất có khả năng hấp thụ cả tia UVA và UVB với bước sóng ngắn. Thường ấy thì mình không thích sử dụng những cái sản phẩm chống nắng hóa học. Vì sao? Bởi vì là những cái chất như là octocrylene này nó có khả năng xâm nhập vào da và có khả năng bắt sáng da khá tốt, cho nên là nó sẽ làm cho da hình thành các gốc tự do. Cũng có cả là titanium dioxide này mọi người, đây là một cái chất có trong các cái sản phẩm chống nắng vật lý, nhưng mà cái hàm lượng titanium dioxide ở trong cái sản phẩm này rất là thấp. Cho nên theo như cá nhân mình nghĩ thì đây vẫn là một cái sản phẩm chống nắng hóa học thôi, chứ để mà nói nó lai vật lý thì nó lai quá ít luôn á mọi người. Bên cạnh đó ở giữa bảng thành phần thì thấy xuất hiện một cái hoạt chất có khả năng làm sáng da, đó chính là niacinamide. Hầu hết những cái thành phần chính ở trong cái sản phẩm này ấy, thì nó có công dụng là chống nắng thôi nha mọi người, chứ để mà nói rằng ấy, nó có khả năng làm trắng da 50 lần như các cái chị bán hàng quảng cáo thì nó không phải như vậy. Và về mùi hương của cái sản phẩm này thì mọi người lưu ý nhé, là cái sản phẩm này nó có một cái mùi rất là thơm. Và nếu như các bạn nào mà các bạn thường hay sử dụng những cái sản phẩm của nhà Vaseline thì mọi người sẽ quá quen thuộc đối với cái mùi này. Nó là một cái mùi thơm hương liệu nha mọi người. Cho nên đối với những bạn nào các bạn quá dị ứng đối với hương liệu ấy thì các bạn cũng nên cân nhắc khi sử dụng cái sản phẩm này nha. Rồi chung quy lại về cái sản phẩm Vaseline 50X có tên gọi là Healthy White Concentrate Whitening Serum này ấy, thì cá nhân mình nghĩ đây đơn thuần chỉ là một cái sản phẩm chống nắng hóa học, có khả năng dưỡng sáng da nhưng mà không quá tốt, dưỡng sáng không phải dưỡng trắng nhá. Về ưu điểm của sản phẩm này thì thứ nhất, đây là một cái sản phẩm dưỡng ẩm rất là tốt ở trên da. Khi mình dùng ở trên da thì mình thấy nó làm mềm da của mình khá là tốt. Bên cạnh đó thì cái sản phẩm này nó có cái chỉ số chống nắng khá là cao nha mọi người. Và sản phẩm này thì nó cũng có cái hạn chế thứ nhất, đó chính là cảm giác khi dùng trên da nó không thích, dính dít ở trên da và nó cứ kiểu nhờn nhờn với mọi người. Tiếp theo đó là sản phẩm này khá là dễ trôi. Khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này ở trên da mà tiếp xúc với nước hoặc là đơn giản chúng ta tiết ra khá là nhiều mồ hôi thì mọi người sẽ thấy là cái sản phẩm này nó nhớt nhớt và nó trôi đi khá là nhanh nha mọi người. Hạn chế tiếp theo đó chính là cái sản phẩm này nó làm dài lông, cho nên bạn nào dập lông thì cũng nên lưu ý khi sử dụng cái sản phẩm này nha. Mặc dù đây là một cái sản phẩm được tung hô rất thần thánh đối với công dụng dưỡng trắng, thế nhưng mà khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì mình thấy rằng công dụng dưỡng trắng của sản phẩm này nó không quá lớn, hầu hết nó chỉ là cái công dụng chống nắng và dưỡng ẩm thôi. Với cái giá thành như vậy thì mình nghĩ đây cũng là một cái sản phẩm có thể là mọi người nên cân nhắc để sử dụng như một cái loại chống nắng ban ngày cũng khá là hợp lý. Ok, đó là về Vaseline 50X. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang review cái sản phẩm mà mình đã sử dụng trộn vào trong cái sản phẩm 50X này, đó chính là cái viên Abutin đang rất rầm rộ ở trên mạng của cái cô hot girl Kira người Thái.
mình thấy rằng cái bao bì của sản phẩm này thực tế là không hề gây ấn tượng cho mình, nó có cái chất lượng in khá là kém. Tất cả những cái sản phẩm viên Abutin này ở Việt Nam đều bán dưới dạng là hàng xách tay thôi, nó chưa có công bố tại Việt Nam cho nên mình không biết về liều lượng của các cái chất ở trong cái sản phẩm này như thế nào. Nhưng nếu như đã được đạt tiêu chuẩn của FDA thì chắc chắn những cái thành phần được in ở trên cái nhãn của cái sản phẩm này nó đều phải xếp từ cao đến thấp, tức là những cái chất có nồng độ cao ấy thì sẽ phải đứng ở trên và sau đó thì thấp thấp dần. Đấy, mình nói một cách đơn giản và dễ hiểu như vậy cho mọi người biết nhá. Và cái thành phần đầu tiên ở trong cái sản phẩm này cũng là cái thành phần có cái hàm lượng cao nhất ấy, thì mình chưa thấy cái hoạt chất này có cái nghiên cứu nào để áp dụng nó vào trong các cái sản phẩm mỹ phẩm mà thường thường nó sẽ được sử dụng dưới dạng thuốc ấy mọi người, và có khả năng là điều trị táo bón và tiêu chảy. Nếu như mà các bạn biết về cái hoạt chất này có thể ứng dụng trong mỹ phẩm để làm cái gì ấy thì các bạn có thể bình luận cho mình biết nha. Thành phần thứ hai của cái sản phẩm này đó chính là bột tan. Thì cái bột tan này thì được sử dụng trong rất nhiều những cái sản phẩm mỹ phẩm khác nhau. Mình lấy ví dụ như là ở trong các cái loại kem nền này, rồi ở trong những cái loại phấn phủ ấy thì cũng có khá là nhiều cái bột tan này nha mọi người. Và đặc biệt khi sử dụng ở trên da thì cái bột tan này không gây ra những cái tình trạng kích ứng gì đặc biệt cả. Đứng thứ ba của bảng thành phần trong cái viên Abutin này sẽ là bột đại mạch nha mọi người. Và bột đại mạch này thì có khả năng là tẩy tế bào chết ở trên da. Và hầu hết trong cái bảng thành phần này thì mình thấy nó là những cái dạng bột ở dạng chất độn ấy mọi người. Tiếp theo của bảng thành phần sẽ là titanium dioxide, là một cái thành phần chống nắng vật lý. Ở trong cái bảng thành phần của sản phẩm này thì có hai cái thành phần là silicon này và alpha abutin thì đứng ở gần cuối của bảng thành phần. Cho nên ấy, theo như cá nhân mình nghĩ là cái sản phẩm này nó có khả năng làm sáng da hay không, thì mình nghĩ rằng nó sẽ có khả năng làm sáng da, nhưng mà cái hiệu quả của nó sẽ không quá cao, bởi vì cái hàm lượng alpha abutin mà nó đứng ở gần cuối bảng thành phần như thế này thì cái khả năng làm trắng nó sẽ không quá nhanh nha mọi người. Hầu hết là trong cái viên này nó sẽ là những cái dạng bột ở dạng chất độn, kiểu là nó độn vào để nó tăng cái khối lượng của sản phẩm lên ý mọi người. Cái công thức trộn của cái sản phẩm này thì nó khá là đơn giản. Mình dùng cái hộp kem dưỡng da có dung tích 50ml này, mình có thể bôi được khoảng tầm từ 3 đến 4 ngày luôn, bởi vì mình không bôi quá nhiều ấy mọi người. Đó, mọi người bơm cái Vaseline này ra đây. Đó, sau đó nhá thì mọi người sẽ mở cái viên Abutin này ra. Đó, mọi người tách cái viên Abutin này ra như tách thuốc luôn. Mình thấy như mình đang live stream bán kem trộn đi mọi người. Mấy chị bán kem trộn ở trên mạng cứ làm nguyên cái chậu như thế này. Đấy, sau đấy rồi bỏ mấy cái viên vào ấy. Và khi mà tách cái viên này ra mọi người sẽ thấy là có một cái lớp bột. Nhưng mà cẩn thận nhá, bởi vì cái bột này khi mà tách ra không, nếu như mọi người ngồi trước quạt là nó bay hết vào mặt ấy. Mình đã bị một lần rồi. Sau đấy thì mọi người sẽ bỏ vào trong cái lọ kem dưỡng da này thôi. Đó, đây nó có cái lớp bột đây mọi người này. Thì mọi người rắc vào đây, nó bay tứ tung rồi này. Sau đấy thì mọi người có thể dùng muỗng hoặc là dùng tay cuối thôi. Cái bột ở trong cái sản phẩm này thì nó khá là mịn nha mọi người. Đấy, nó bay này. Nó bay. Sau đấy thì mọi người trộn lên. Và sau đấy mọi người bôi lên da thì mọi người sẽ thấy là nó không có cái độ make up gì ở trên da cả. Nó chỉ làm cái da của mình bóng bóng lên thôi. Đấy, mình sẽ bôi cho mọi người xem nhá. Đó, đây là khá là nhiều rồi. Đó. Ui, mình thấy như mình là mấy cái chị bán kem trộn ở trên mạng ấy mọi người ạ. Trắng lắm các chị em ơi. Mua đây. Sau khoảng tầm 5 đến 10 phút là mọi người sẽ thấy là cái lớp kem này ấy, nó sẽ thấm hết vào da và nó sẽ không để lại một cái lớp make up gì bất kỳ ở trên da cả. Đây mọi người thấy này, cái da nó chỉ bóng hơn thôi chứ nó không có một cái lớp make up gì cả. Và nó thực sự là bôi nó cảm thấy nó cứ dính ở trên da ấy, khó chịu. Cho nên là chung quy lại về cả hai cái sản phẩm này ấy, thì mình nghĩ rằng đối với cái viên alpha abutin này thì mình sẽ không mua lại đâu. Bạn nào thích trộn thì các bạn cứ trộn nha, bởi vì là mình thấy đối với cái bảng thành phần như thế này, cái hiệu quả, cái công dụng của nó không quá lớn. Và cái việc trộn thêm một cái thành phần nào đó vào trong sản phẩm đối với cá nhân mình là mình không thích. Và nó quá là lích kích nha mọi người. Mình chỉ thích những cái sản phẩm nào bôi táp một phát lên da cho nó xong luôn. Còn cái Vaseline 50X này ấy, đối với cá nhân mình thì nó quá ẩm. Nếu như mọi người hỏi mình là có mua lại hay không, đối với cá nhân mình thì mình vẫn sẽ trả lời là mình sẽ không mua lại. Và cái viên Abutin này thật sự là mình bôi mình không thấy trắng ra thần thánh như các chị ở trên mạng bảo đâu. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Và em hy vọng rằng tất cả những chị bán hàng Vaseline 50X và viên Abutin sẽ không vào đánh sập fanpage của em và dùng những cái lời lẽ nặng nề để bình luận ấy. Tại vì là với cá nhân mình ấy, mình suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Cái sản phẩm này ấy, cá nhân mình không thích nhưng mà các bạn sẽ thích. Cho nên là đây chỉ là một cái review khách quan của cá nhân mình thôi.
sử dụng cái sản phẩm này thì mình không thấy cái làn da của mình nó có thay đổi gì luôn ấy mọi người. Mình nghĩ là các bạn nên sử dụng những cái loại dưỡng lotion của Vaseline mà nó có cái độ thẩm thấu vào da tốt hơn, và để dùng buổi tối, dùng sau khi tắm ấy, thì nó có khả năng dưỡng trắng tốt hơn là cái Vaseline 50x này. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và nếu có thể thì hãy follow fanpage Võ Hà Linh của mình để cập nhật những kết quả giveaway. Bên cạnh đó thì hãy tham gia vào group review chân thật và beauty tip để có thêm nhiều kinh nghiệm làm đẹp, và các bạn sẽ có thật là nhiều review chân thật về sản phẩm nha. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye. Hết thôi.